Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách về những Pokemon hệ thường nha các bạn. Đó. Thì đầu tiên để mình cho cái em Punibri này ra cái đã. Đó. Chúng ta sẽ tăng cái điểm happiness cho cái em này nha các bạn. Đó. Bằng cách cho mấy trái Perry thôi. Chúng ta có 6 loại Perry để tăng điểm happiness. Đó, mình sẽ cho nó lên 220 happy luôn. Ok, để mình coi nó được bao nhiêu rồi nè. Ồ, 208 rồi. À, chúng ta cho 6 quả nữa là được rồi. Ok, đủ rồi các bạn ơi, 220 rồi. Để mình cất mấy trái Perry vào cái đã. Rồi, đó, con này cũng là một trong những con Pokemon hệ thường luôn. Nên chúng ta sẽ tiến hành đi tiến hóa nó. Nhưng mà nó phải còn điểm 2 happiness đó các bạn ơi. Ok, tiếp tục luyện cấp tại cái hội quán Red Pumpkin này thôi. Lúc nào cũng vậy hết. Lẹ phê lâm cái nè. Dài ơi. Infernal Override mà nha con. Ui, hình như có gì đó tiến hóa các bạn à. Chúng ta thấy được 7 cái sắc cầu vòng. Nhìn rất là đã luôn. Mình sẽ thay bằng skill skill Tail Whip này đi. Thay bằng Tail Whip. Astonis hả? Mình sẽ thay bằng Red này đi. Red Tickle. Thay luôn bằng skill Button Bus này luôn nha các bạn. Ok. Sacrifice nha con. Oh. Wow, lên cấp rất là nhiều các bạn ơi. Học được Double Slash nè, mình sẽ thay bằng Foresight. Fire Blast với con Forest Jet này luôn nha. Ây da. Nó lên cấp một lần một đống luôn. Ôi, bay đây hả? Ồ. Oh. Thêm một kill xịn nữa, Scope, Scopy Cast. Hãy luôn đi, Fury Sweep nè, skill này cũng được nè. Đó, học liền chứ. Quá xịn. Ok, và con mèo nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Còn một cái con hệ thường đầu tiên trong tập ngày hôm nay. Con mèo của đội họ Tiễn. Và nó sẽ lên con. Đây là con mèo của ông chủ các bạn ơi. Đây là Persian nha các bạn. Con Paneri nó cũng đang tiến hóa luôn rồi nè. Trời ơi, hấp dẫn. Đó, nó phải đạt 220 happiness. Đó, nó mới tiến hóa nha các bạn. Và nó đã lên con. Đây là Lupini nha các bạn. Con này nó có tiếng hóa Mega đó. Whismur của mình nó cũng đang tiến hóa luôn rồi nè. Wow, xịn nha. Whismur. Để mình coi nó lên con gì nào. Wow. Xịn chưa. Và đây là con Lauret nha các bạn. Wow. Mới gần đây thì cái bản Wish mình nó có cập nhật 7.0.6 nên mình đã update lên luôn. Cho nó xịn. Và cũng như là Game Shark và cái Pixel Extra mình cũng update nốt luôn. Gói mình đang chơi là cái gói mới nhất của Pixel mình đó các bạn ơi. Ok, để mình cất cái con Persian này vào nè. Lupini này vào luôn. Rồi chúng ta sẽ tới với những con kế tiếp. Đó, đây mình sẽ tới với những con Patras nha các bạn. Đây mình có hai con luôn. Một con là Shiny và một con là con Bajas thường. Quá xịn. Ok, tiếp tục luyện cấp nữa thôi các bạn ơi. Đó. Lavalum mà nha con. Thì nói chung là trong những tập này á, mọi video mình làm rất là dài. Nhưng mà đại khái là mình không có thu hoạch được nhiều Pokemon. Nên là mình cắt đi một mớ các bạn à. Nên các bạn thấy nó ngắn vậy thôi. Chứ thật sự mình làm thời gian nó dài lắm. Ây da, Pokemon nó lại khó xuất hiện hơn trong những cái phiên bản này nữa. Nhìn khá là đáng buồn các bạn ơi. Và như có con gì tiến hóa nữa rồi kìa. Xịn chưa. Mấy con Bajas nó tiến hóa rồi các bạn ạ. Mày hay con Forest Chest. Sao không nghe được sát thương nè. Chúng ta Fire Blast lại đi. Mày hay con. Xịn chưa, lên cấp quá chừng luôn. Học được sinh Super Fan. Rồi đến thôi các bạn ơi. Đây để mình coi nào. Con Bajas Shiny nó đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Wow, con Shiny nhìn cái mắt nó xanh nè các bạn ơi. Wow, với lại màu nó xám xám hơn nữa nè. Ui, xịn nha. Và nó lên con gì đây? Đây là Watchok các bạn ạ. Watchok Shiny. Để mình coi con này. Đây là Watchok thường nè các bạn ơi. Quên, Bajas thường chứ. Và nó sẽ lên con Watchok thường đấy. Con thường thì nó màu đỏ. Màu nâu với màu vàng. Confused Day, hỉ luôn đi.
Xịn nha. Để mình coi thử có phải là shiny hay không. Đây là con watch chất thường nè, màu nó sẽ tươi như vậy. À, và đây là watch chất shiny này, nó có ngôi sao các bạn ạ. Chúng ta cùng xem nào, thu tụi nó lại. Đó, đây watch chất shiny. Wow, nhìn nó sầm sầm hơn các bạn ạ, nó không có tươi như con thường. Cái tướng đi của con này mắc cười quá. Tình mệnh, cái đuôi nó cứ thẳng ra các bạn ạ. Ok, mình tiếp tục với những con tiếp theo, đó chính là Herdier nha các bạn. Đó, đây là chó lửa. Rồi, còn gì nữa không? Có vẻ là mình sẽ tiếp tục với con Minccino các bạn ạ. Đây, Minccino. Đây là con sóc, nó thích lau dọn nè. Nó luôn thích sạch sẽ. Mình sẽ tiến hóa nó bằng Shiny Stone nha các bạn. Đó, cứ cho nó Shiny Stone thì nó sẽ tiến hóa thôi. Minccino. Và nó sẽ lên con gì đây? Nhìn khá là dễ thương các bạn ơi. Và ui, con này đẹp hơn nữa nè. Wow, đây là Minccino các bạn ạ. Quá đã luôn. Cái bên coi nào, kích thước của nó là gì mà nó nhỏ vậy? Kích thước Giant luôn mà nó nhỏ thế. Nhưng mà cũng tốt các bạn ơi. Đấy, thêm một em Pokemon hệ thường nữa. Rồi, chúng ta lại tiếp tục luyện cái hàng Pokemon hệ thường này nữa thôi các bạn ơi. Quá xịn. Làm phê lâm mình nha con. Wow, mày nè, Rose Ray hả mày. Ui, nó lên cấp nhiều các bạn ơi. Học được skill charm này nè. Hãy đi, Crash này mình cũng hãy luôn đi. Sacrifice nè con. Và hình như có con gì tiến hóa các bạn à. Con Herdier, cái con hồi nãy nó tiến hóa rồi kìa. Cũng xịn luôn. Mình sẽ thay. Đó, Fire Blood. Rồi, rinh thôi các bạn ơi. Để chúng ta xem nào, Herdier nó sẽ lên con gì đây. Và lần này Herdier nó sẽ lên con nó bự lên các bạn ơi. Và nó có cái râu các bạn à. Râu nó dài xuống chân luôn. Chúng ta có thể cởi được, nhưng mà cởi được bị lỗi nữa các bạn à. Nó nhảy luôn, rất là đẹp. Thôi kệ, có nó cũng được rồi. Ok, mình sẽ cất đây. Đó là Stutland đó nha các bạn. Stutland, tiến hóa cấp 3 của Herdier. Herdier là cấp 2. Cấp 1 chúng ta có con Lilibup đó các bạn ạ. Để mình thay con Tabu Lily đi vào chứ. Tabu Lele. Rồi, tiếp tục luyện level đó các bạn ạ. Mày hả con. Mình đang cố luyện level cho con Ipom này nè. Đó, muốn tiến hóa con Ipom này á, chúng ta phải luyện cho nó lên level 32 và phải học cái skill Double Hit nha các bạn. Skill Double Hit á, phải học skill đó, còn nếu không học thì nó sẽ không tiến hóa được. Hay da, rất là căng luôn. À, và mấy hôm giờ mình đang cố gắng để tìm Murilaner nhưng mà chưa thấy. Ôi, buồn quá. Ipom được cấp 31 rồi kìa. Ôi, cấp 32 nè, có Double Hit rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ học thay skill Fury Sweep này đi ha. À, Scratch thì cũng được. Fire Blood. Mày hả con. Và lần này thì Ipom đang tiến hóa rồi các bạn ơi. Xịn nha. Ipom. Wow, con khỉ mà nó có cái bàn tay chỗ cái đuôi kìa các bạn ơi. Để chúng ta xem nó sẽ lên con gì nào. Đây là MP Bom các bạn à. Ôi, nó có hai cái tay. À, bây giờ nó thành hai cái đuôi luôn chứ. Ghê thật. Ok, MP Bom. Mình thay con Matrix vào luôn đi. Matrix. Rồi, mình sẽ tiếp tục luyện cấp nha các bạn. Nãy giờ thì mình vẫn đang luyện cấp cho con Lauret các bạn à. Nhưng mà nó lâu tiến hóa quá. Nó phải đạt đúng level 40 thì nó mới chịu tiến hóa đó các bạn ơi. Và bây giờ nó tiến hóa rồi nè. Mới nhắc xong. Trời ơi, Lydian. Sao nó đổi qua con Victory Bell rồi. Cũng được. Eruption này nha con. Rồi, rên thôi các bạn à. Sleep Talk. Skill này cũng được thôi. Rồi, khá xịn. Và Lauret của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi cơ. Xịn chưa Lauret. Wow, con này thì nó hóng cực kỳ bự luôn các bạn ơi. Ui, con cấp 3 này thì nó la gọi là điếc tai luôn. Đây là Explore các bạn à. Ôi, kinh chưa.
À, chúng ta có thể cởi được luôn. Wow, đã vậy. Ha ha. Mà nó bự quá, nó đi đi qua không được. Đây, explore, kích thước small, hàng chi nó nhỏ nhỏ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường và đi tìm kiếm những em Pokemon hệ thường mà mình chưa có nha các bạn. Ồ, mình được 566 con rồi. Wow, cũng xịn đấy. À, ở đây thì mình đang ở vùng Savannah. Ồ, có con Raihan nè. Trời ơi, Raihan bự các bạn. Ồ, đây đây đây, Little Kitten nó xuất hiện rồi nè. Mình đang ở Savannah để tìm rất là nhiều em Pokemon luôn. Nhưng mà nãy giờ thì mới chỉ có cái con Little Kitten này nó xuất hiện thôi nè. Đây, Little Kitten. Wow, đâu rồi, nó đâu rồi? Đây, các bạn nhìn cái lưỡi nè. Ui, ghê chưa? Whisper nha con. À, lụm nó luôn các bạn ơi. Little Kitten. Ồ, không thành công hả? Trời, bắt khó vậy. Mới cấp 35 thôi các bạn ạ. Surfribon. Mình sẽ thử bằng mấy quả Surfribon trước đi. À, nãy đang nhìn cái con Raihan nó bự chà bá ở trên kia kìa. Đúng bự thật. Không biết có phải là do phiên bản mới không, nhưng mà nó bự quá. Nhìn nó sướng. Ok, tiếp tục. À, vẫn không thành công các bạn ơi. Vẫn không thành công. Chúng ta sẽ qua với cái quả Tamerborn này đi. À, mình sẽ spam Tamerborn nhiều vô nha các bạn. Và nó vẫn đang cấu máu của mình kìa. Thiệt là khó chịu mà. Ây da, Tamerborn. Trời ơi, vẫn chưa được các bạn ơi. Tiếp tục là Tamerborn đi. Chúng ta sẽ cố gắng lên nào. Ui, chưa thành công các bạn ạ. Nếu nên đổi qua Pokemon khác không ta? Thôi, thử thêm mấy quả nữa đi. Hy vọng là thành công. Ui ui, cực khổ quá. Vẫn chưa chịu các bạn ơi. Little Kitten. Little Kitten. Con này thì có vẻ khó bắt rồi đấy. Tôi thấy mệt rồi đó. Trời ơi. À, và nó đạt cấp 35 các bạn ơi. Mình đang còn con Little Kitten tầm cấp 32 thôi. Để mình học skill Roll Loud để nó tiến hóa thành con Litki Litki. Oh, và chúng ta thành công rồi nè. Ôi ơi, sao vậy, xịn nhàng. Đây, bộ cái heo một phát đi các bạn ơi. Để mình kiểm tra xem cái con Litki Tin này nó có skill Roll Loud không. Sẵn chúng ta sẽ tiến hóa luôn. Cấp 35 thì không ổn rồi. Không có skill Roll Loud các bạn ơi. Ồ, thôi, vậy cũng được. Đáng buồn thế nhờ. Ok, tại vùng Mesa này nó sẽ còn thêm một em Pokemon hệ thường mà mình chưa có nữa các bạn ơi. Mình đang cố gắng mà tìm nó đây. Ây da, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Ồ, cái cục gì đây. Đây đây đây, nó đây các bạn ơi. Smeargle các bạn à. Ồ, nó là cái con khỉ đây đây. Để mình dùng Whisper một quả trước đi. Cấp 25 các bạn ạ. Smeargle. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng thu phục em này luôn nha. À, không được nè. Không được thì chúng ta sẽ run một phát đi. Đó, nó đang bị lỗi khung hình nữa. Đang bị lỗi cái chuyển cảnh. Đó. Whisper phát nữa nè các bạn ơi. À, chính xác là nó bị lỗi cái zoom in zoom out á. Ồ, trong trận chiến các bạn ạ. Ồ, không được rồi, khó nha. Chúng ta sẽ qua quả khác đi. Như Liverpool chẳng hạn. Liverpool. Trời ơi. Ui, không thành công rồi. Ồ, và nó đang bị mất máu các bạn ơi. À, nó sử dụng skill gì đó mà nó tự đánh mất máu của nó để mà gây lại sát thương cho mình các bạn à. Khó chịu thế nha. Ui, nó lại cấu máu của nó tiếp nữa nè. Khó đây. Chúng ta xài một quả luôn. Một quả Tamerborn luôn đi. Trời ơi, sao mày tự cấu máu của mày chi thế. Ôi, không thành công rồi các bạn ơi. Rồi, để mình run các bạn ạ. Chứ mình đánh nó nữa nó chết đấy. Chúng ta sẽ phải quăng bon thường đi. Ở đây thì mình sẽ quăng. À, không được rồi. Chúng ta sẽ quăng Liverpool trước đi. Liverpool. À, cổ lên các bạn ơi. Đối với những con mà nó tự mất máu như này á, chúng ta phải quăng bon chay như vậy thôi. Chứ mà đánh thường là không có được. Ây da, tiếp tục mình sẽ qua cái quả Pokemon nha các bạn. Tiếp tục là Pokemon. Trời ơi, có con
con sức cổ nó đang kiếm chuyện với mình kìa. Đó, nó cứ me me đi xuống hoài kìa. Ồ, đó, nó xuống kìa. Vậy con, cái con sức cổ này đi chỗ khác đi chứ. Đừng có đánh cái con Smeagol của tôi nha. Nó đang kiếm chuyện với mình nữa các bạn ạ. Rồi, ây da, mình quăng lộn, quăng lộn rồi, con sức cổ rồi. Định mệnh á, rồi, xong xong tôi luôn. Đâu rồi? À, nó vẫn còn các bạn ơi, hên quá. Hên quá không bị sao. Ây da, khá là nhiều Pokemon nhưng mà vẫn không thành công. Mình sẽ chuyển qua cái quả Summer Ball đi các bạn ạ. Khó ăn hơn rồi các bạn ơi. Chuyển qua Summer Ball đi. Summer Ball, trời ơi. À chết rồi, mình cũng đang gần hết Summer Ball rồi. Chắc tí mình phải đi mua thêm một mớ nữa. Mình cũng thiếu cả Wheat Ball và Liver Ball nữa. Trời ơi. Thành công rồi các bạn ơi. Smeagol cuối cùng cũng bắt được nó. Trời ơi, nãy giờ đấy, đúng là tốn thời gian mà. Đây Smeagol, hỉ nó ngay. Đó, quá xịn luôn. Để mình coi thử cái rarity, à quên, cái tỷ lệ bắt của nó là bao nhiêu. Mà khó quá vậy. Tỷ lệ bắt là 45 nhưng mà khó quá vậy. Ôi ôi, không hiểu tại sao luôn. Smeagol, đây nó đây các bạn ạ. Ồ, kích thước small thôi, hàng chi. Ok, đó, hụt bà của mình nó đã trở về cái hình dáng bình thường rồi các bạn ơi. À, sau 3 ngày á, sau 3 ngày trong Minecraft á là nó sẽ trở về cái hình dáng đó đó các bạn ạ. Ý da, mình vẫn đang ở vùng jungle để mà tìm thêm những em Pokemon hệ thương. Cái vùng bên đây mình chưa đi nè. Mình sẽ đi qua những cái vùng này coi thử có gì hot bên đây không. Đây là những vùng mới đấy các bạn ạ. Ồ đây đây, cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi đây. Slakoth. Đó, con lười các bạn ơi. Để mình qua kiếm nó nào. Cái con lười này cả xuất hiện mà nó cũng lười nữa các bạn ạ. Ồ, giải phóng hụt ba để bay được các bạn ạ. Nhìn nó đã chưa. Sời ơi, Slakoth. Đây, cách mình có mấy ô nữa thôi. Mình đập cái lock này đi cái hả. Lắc hả. Trời ơi, đúng là vô jungle cỡ nào cũng bị lắc. Hey, Slakoth tốn rất là nhiều thời gian của mình rồi đó. Hơn một tiếng mình mới tìm thấy nó các bạn ơi. Mình quanh quẩn tại mấy vùng như là Savannah, Jungle cũng như là vùng Desert để mà tìm thêm. Đây, Slakoth đã được thu phục rồi. Mình quanh quẩn mấy cái vùng đó nhưng mà vẫn chưa gặp được nhiều em Pokemon cho lắm. Nãy giờ mới gặp được con Slakoth rồi nè. Sẵn để mình về mình tiến hóa luôn cho nó lẹ. Chúng ta sẽ về đây tiến hóa thôi các bạn ơi. Tiến hành tiến hóa thôi. Slakoth đây rồi. Nó mới level 10 thôi các bạn ạ. Để mình bổ cái heo một phát đã. Trời ơi. Rồi chơi nó thôi. Level lắm mày nè con. Ôi ôi, đúng là một ngày cực khổ mà. Infernal Override. Wow, lên cấp rất là đã các bạn ơi. Sacrifice nó luôn. Được cấp 15 rồi nè. Wow. Flash không thành công hả? Tiếp tục là Flash tiếp tục nha. Lên cấp nữa nè. Cấp bao nhiêu rồi? Cấp 16 rồi. Wow, lên một lần 6 cấp luôn. Tại vì level nó thấp á, lên rất là lệ. Rồi, mình sẽ tiếp tục luyện cấp nữa nha các bạn. Ây da, chết rồi. Mình quên dùng cái viên đá Z rồi. Ây da, lần này thì dùng tiếp tục đi. May quá không sao. Có vẻ là Slakoth đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Nó có 3 dạng tiến hóa lận. Chúng ta xem nó đang ở dạng nào. Đây, Slakoth của chúng ta. Wow, con lười các bạn ơi. Nhìn nó nè. Ây da, nó chạy đi đâu vậy? Nó chạy lên tinh nha. Và nó đã tiến hóa lên con Vigoroth các bạn ạ. Wow, đây là tinh mông đỏ hả? Tinh mông đỏ các bạn ơi, nhìn nè. Ui, căng được chứ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho em tinh mông đỏ này nữa nha các bạn. Là Valum mà nha con. Rồi, tiếp tục luyện cấp các bạn ạ. Trời ơi, cái con Vigoroth này muốn tiến hóa thì nó phải đạt level 36 các bạn ơi. Level 36 nó mới chịu tiến hóa lần. Không sao, chúng ta sẽ luyện khá là nhanh thôi. Infernal Override mà nha con. Và
Vigoroth. Tinh tinh bông đỏ đã tiến hóa rồi kìa các bạn ơi. Rồi để mình coi nó sẽ lên con gì ha. Đó. Và lần này Vigoroth nó đang tiến hóa rồi nè. Trời ơi. Màu nhìn con này chán đời quá vậy. Đúng là mấy con lười mà. Và nó sẽ lên con. Ui con, đây là con lười sư phụ luôn các bạn ơi. Wow, đây là Slakin các bạn ạ. Nhìn nè, ôi chúng ta cởi được luôn. À, và cởi. Cởi nằm hả ta? Cái con này kỳ kỳ quá vậy. Để mình cởi thử xem nào. À, con này vừa đi vừa nằm. Ồ, căng thật đúng, nó lười vãi chữ các bạn ơi. Nhìn nó nè. Ôi, Slakin. Ồ, bự chưa? Xịn chưa? Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Nãy giờ bắt được có mới như đây con Pokemon hệ thường thôi. Mình còn thiếu cũng tầm 6 đến 7 em nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.